Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép Nguyễn Nụ Tố Uyên xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu thế hệ học sinh luôn khắc sâu trong mình về truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện sự biết ơn của các em học sinh đến với thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng, đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng tất cả nhiệt huyết, tình yêu thương với học trò. Thầy cô vẫn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp mà không quản ngại nắng mưa, sương gió, mà đau hay, mái tóc đã bạc theo thời gian, những nếp nhăn đã hằn sâu trên khuôn mặt, khóe mắt của cô thầy. Những người thầy vẫn luôn đóng góp phần không nhỏ trong việc đổi bắp nên những tâm hồn Việt Nam, là những người kỹ sư tâm hồn, họ, những người giáo viên đang làm nghề dạy học, một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Ai trong số chúng ta cũng có một đời học sinh thật đẹp, được học tập dưới mái trường cùng với sự dạy bảo, dìu dắt của thầy cô, cha mẹ cho chúng ta một hình hài, thầy cô cho chúng ta tri thức. Công lao của thầy cô thật sự lớn, không gì có thể sánh bằng. Và thật sự cũng chẳng ai khi nói rằng nghề giáo như nghề trèo đò, thầm lặng đưa những vị khách sang bờ bên kia. Để làm tốt sứ mệnh cao cả của mình, những người lái đò phải giữ thật vững tay chèo. Mà đâu có ai biết rằng một chặng đường đầy gian nan vất vả, để rồi khi đưa được lượt khách này qua sông, người lái đò lại quay lại về bến để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy của mình. Và cứ như vậy, ngày ngày trôi qua, những người thầy đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho những thế hệ học sinh. Để những người học trò dần trưởng thành sau mỗi bài giảng, thầy cô vẫn âm thầm là một người đưa đò chở hết lớp học sinh này tới lớp học sinh khác, đến bến bờ tri thức, chắp cánh cho tương lai của các em. Có lẽ rằng, suốt cuộc đời này, các thế hệ học sinh chúng ta không thể nào đền đáp hết những công ơn to lớn của người thầy. Một lần nữa, xin được thay mặt cho các bạn học sinh gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo, lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, những người đã thắp sáng ước mơ, hoài bão cho các em. Cùng hòa chung với không khí vui mừng, phấn khởi trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động, Chi bộ Nhà trường, Trường Tiểu học Tiên Động long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay, trong bài giảng có bụi phấn bay bay trên tóc thầy. Hai từ thưa thầy, mở đầu bài hát là sự lễ phép, hiền ngoan của mỗi học trò khi nói với thầy giáo. Trong lời nhạc ấy, ta cảm nhận được niềm vui của học trò khi thấm được bài học đầu tiên của những tháng năm cắp sách tới trường. Hình ảnh người thầy trang nghiêm, tận tụy truyền giảng ánh sáng, khắc sâu vào tâm cảm của học trò những hình ảnh đẹp nhất là có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy. Lời ca dạt dào cảm xúc, da diết ngọt ngào. Chắc hẳn mỗi khi cất lên lời hát ấy, bài học đầu tiên, bất cứ ai cũng đều cảm thấy xúc động, ngùi ngùi khi nhớ về những người thầy, cô giáo yêu thương của mình. Sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh hãy hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục múa hết sức nhẹ nhàng của các bạn đến từ tập thể lớp 5D do cô giáo Ngô Thị Vân Chi chủ nhiệm qua lời bài hát Bài học đầu tiên. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục. Thank you.
Một tràng vỗ tay thật lớn cho tiết mục đầy ý nghĩa của bạn học sinh khối 5. Kính thưa quý vị, suốt một đời đưa đón khách quý. Kính thưa quý vị, muốn dành tặng cho cô một bông hồng. Muốn dành tặng cho cô một bông hồng, dành tặng riêng cho thầy một bài ca. Món quà ấy tuy bé nhỏ nhưng đơn sơ, nhưng chứa chan niềm kính yêu vô bờ, ngộ nghĩnh đáng yêu nhưng vô cùng sôi động. Đó là những giai điệu nhảy hết sức cuốn hút của các em học sinh khối 2. Muốn gửi tới thầy cô của mình qua giai điệu bài hát "Thầy cô cho em mùa xuân". Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng ta sẽ được thưởng thức rất nhiều tiết mục văn nghệ hay, nhưng cô thấy rằng là chúng ta đã vỗ tay to rồi, nhưng mà cô muốn các bạn hãy đổ một tràng vỗ tay thật to nữa để chúng ta cùng chờ đón tiết mục này nào.
Dạy học và người giáo viên là người âm thầm vĩ đại nhất. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các học sinh cùng đến với bài hứa thức ca người giáo viên nhân dân do các thầy cô giáo trong chi đoàn biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức. Vỗ tay các con. Thank you.
Bao giờ cũng thế, ngày đầu tiên đến trường của các bé cũng luôn là khoảnh khắc mang nhiều cảm xúc, để có những nụ cười trong niềm vui hân hoan phấn khởi, nhưng đâu đó cũng có những giọt nước mắt và sự bồi hồi bỡ ngỡ khi sắp phải rời xa vòng tay của mẹ yêu đến một môi trường hoàn toàn mới. Để tái hiện những hình ảnh, những cảm xúc trong ngày đầu tiên đến lớp của các bé mà bài hát đã truyền tải, xin mời quý vị cùng các bạn sẽ đến với tiết mục Múa ngày đầu tiên đi học, biểu diễn và các em học sinh của lớp 1 cùng tự múa phụ ạ. Thank you.
cảm ơn tiết mục đầy ý nghĩa của các em học sinh khối 1. Tiếp theo chương trình, bài hát Nhớ ơn thầy cô của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện với giai điệu vui tươi, nói về những kỷ niệm của thời học sinh cùng những hồi ức, hồi tưởng khi được trở về thăm lại trường xưa. Hình bóng thầy cô đều được khắc họa trong bài hát với ca từ gần gũi, thể hiện được những kỷ niệm là công ơn của thầy cô dành cho các học sinh. Sau đây, chúng ta cùng đến với những điệu nhảy hết sức sôi động của bài hát Nhớ ơn thầy cô do các em học sinh khối 4 biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Học sinh khối 4 suốt một đời đưa đón khách qua sông,
Ai còn nhớ người lẽ đò thầm lặng, vẫn ngược xuôi dù gió mưa hay nắng, tiễn người đi tiền biệt chẳng về thăm, vẫn lặng lẽ bằng tất cả cái tâm, vì sự nghiệp chồng người đầy cao quý. Vâng, đó cũng chính là những thông điệp mà lời bài hát Người lẽ đò thầm lặng muốn gửi đến mỗi người nghe. Sau đây, xin mời quý vị cùng các bạn sẽ đến với giai điệu bài hát Người lẽ đò thầm lặng do hai nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn Công Quân Khu 3, Duy Đức và Hồng Nhung. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiếp mục. Vâng ạ, và lần đầu tiên cho phép Duy Đức và Hồng Nhung xin được gửi đến xin được gửi đến các thầy các cô ạ, xin được gửi đến các thầy các cô, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn học sinh của trường tiểu học Tân Động đã về tham dự với chương trình kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thank you.
Xin cảm ơn rất nhiều. Là một sáng tác được mang tựa đề Nơi Ấy Những Kỷ Niệm, và một tràng pháo tay thật lớn đến từ tất cả chúng ta, được không ạ? Đã đón mùa thay lá, hồi hàng cây xanh xao trước sân trường. Đã bao mùa thi qua, hồi trăng leo vẫn sáng ngà. Nhìn bàn chân sắc khẽ, lá thu rơi chiều tan trường về, nhưng màu cây sắc quen và ánh mắt ai sao vòng lá. Nếu nơi trường yêu dấu rằng đừng ơi cho ta những ước mơ ấm áp lời thầy cô, còn đây mãi trong tim không phai mờ. Nhớ những bạn bè thân cùng chung bước trên con đường về, những tà áo xót xanh chiều qua phố như mây bay. Về đây bên nhau dưới mái trường, để được thấy mình sống trong ngày cũ, để được đắm chìm với bao kỷ niệm mộng mơ. Về đây bên nhau nhớ những tháng ngày của thời yêu thương, có những ước mơ kỷ niệm khắc sâu trong trái tim mọi người sẽ là mãi mãi. Các bạn học sinh của trường tiểu học Tiên Đạo Đoan đang ở đâu rồi ạ? Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho tất cả các thầy cô đang ngồi bên này đi ạ. Đêm mưa trong nhiều dấu, rằng đừng ơn cho ta những ước mơ ấm áp lời thầy cô, còn đây mãi trong tim không phai mờ. Nhớ những bạn bè thân cùng chung bước trên con đường về, những tà áo xót xanh chiều qua phố như mây bay. Về đây bên nhau dưới mái trường, để được thấy mình sớm trong ngày cũ, để được đắm chìm với bao kỷ niệm mộng mơ. Ngày đây bên nhau nhớ những tháng ngày của thời yêu thương, có những ước mơ kỷ niệm khắc sâu trong trái tim mọi người sẽ là mãi mãi. Ngày đây bên nhau dưới mái trường, để được thấy mình sớm trong ngày cũ, để được đắm chìm với bao kỷ niệm mộng mơ. Về đây bên nhau nhớ những tháng ngày của thời yêu thương, của những ước mơ kỷ niệm khắc sâu trong trái tim mọi người sẽ là mãi mãi. Không bao giờ xin được cảm ơn rất nhiều, xin ơi. Trong sáng có những nốt nhuyễn náy duyên dáng, âm nhạc của ca khúc Đi Học đã đi vào lời thơ bay bổng,
Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục bài múa đi học do các em học sinh khối 3 biểu diễn. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tiết mục của các bạn học sinh khối 3. Một tay to đây nào các bạn ơi. Thank you.
để liên tục chương trình tình yêu sân khấu Hồng Nhung sẽ là gửi tới, kính gửi tới các thầy cô giáo cũng như toàn thể các bạn học sinh. Một ca khúc tiếp theo sang một sáng tác, ca khúc được mang tên Bài ca người giáo viên nhân dân. Và với ca khúc này kính gửi tới các thầy cô giáo sẽ có một ngày lễ thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm học này. Và ngay sau đây thì xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bài ca người giáo viên nhân dân. Xin chào các bạn, nhớ chào các em với một cái
ơn các thầy các cô. Các em ơi, các em thấy cô Nhung hôm nay có xinh gái không? Có hay không hay không nào? À, vậy thì một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn tiết mục mà cô vừa gửi đến chúng ta nào. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của thầy và trò trường tiểu Tiên Động để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, cho phép tôi xin được gửi tới những lời tri ân sâu sắc tới các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung cũng như trường tiểu học Tiên Động nói riêng. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, đạt nhiều thành tích cao trong công việc. Chúc các em học sinh ngày càng hăng say học tập, gặt hái nhiều thành công, nhiều bông hoa điểm tốt trong học tập.